Cuộc chiến âm ỉ giữa đại học công lập và đại học dân lập vẫn chưa bao giờ ngừng hot, ít nhất là trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh và chính các bạn học sinh sinh viên. Vậy nên chọn trường đại học công lập hay trường đại học dân lập? Theo khảo sát, nhiều phụ huynh cũng như nhiều bạn trẻ đều nhất trí cho rằng trường đại học dân lập chủ yếu là nguồn sinh viên chất lượng kém, lười học, ham chơi. Đây không phải là đánh giá của Hội Giáo sư Đà Nẵng. Ngược lại, chúng tôi nhận thấy rằng nhận định này đã quá lỗi thời trong thời đại 4.0. Video này là nhận xét, đánh giá của chúng tôi, chắc chắn sẽ không như nhận định của các bạn. Hãy nhớ, trường đại học nào, dù công lập hay dân lập, mà sinh viên không cố gắng thì đầu ra cũng lẹt đẹt thôi. Đại học là tự học, vào dễ, ra khó, luôn nhớ điều này các bạn trẻ nhé. Theo định nghĩa, đại học công lập là trường đại học do nhà nước, trung ương hoặc địa phương đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất và hoạt động chủ yếu từ kinh phí các nguồn tài chính công hoặc các khoản đóng góp phi vụ lợi. Còn trường đại học dân lập hoạt động bằng kinh phí đóng góp của học sinh, khách hàng hoặc các khoản hiến tặng. Đại học dân lập hay đại học tư thục là một cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do cá nhân hoặc tổ chức trong nước xin phép thành lập, tự đầu tư. Về tuyển sinh đào tạo thì tuân theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bằng có giá trị tương đương như văn bằng công lập. Cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất của trường đại học dân lập thường khang trang, hiện đại hơn so với công lập. Một phần vì tự chủ tài chính nên lãnh đạo trường dân lập hoàn toàn có quyền quyết định với việc thay mới, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng bổ sung các tòa nhà mới phục vụ học tập. Vì các trường đại học công lập phụ thuộc vốn vào nhà nước nên việc xin cấp vốn phải thông qua nhiều bước và khá phức tạp. Đây là một sự khác nhau cơ bản giữa trường đại học công lập và trường đại học dân lập. Trong các cuộc đối thoại giữa sinh viên với nhà trường, cười rụng rốn khi sinh viên tiền thì không đóng thêm, ngân sách trường thì hạn hẹp, nhưng lại ý kiến tại sao trường không có thang máy, tại sao không lắp điều hòa, tại sao không có wifi. Hiệu trưởng chắc cũng phải kiên nhẫn lắm, chứ không lẽ phải thủ thỉ với sinh viên. Em à, tiền thì ít mà sao muốn hít đồ thơm vậy. Học phí các trường dân lập có xu hướng cao hơn nhiều so với trường đại học công lập. Những ưu nhược điểm khi học đại học dân lập. Ưu điểm, để gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các trường đại học công lập, các trường đại học dân lập thường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập của sinh viên. Đội ngũ giảng viên tại trường thường là các giảng viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học công lập. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí tại các trường đại học dân lập được đầu tư đẩy mạnh, giúp sinh viên rèn luyện và phát huy được tối đa các kỹ năng của mình. Nhược điểm, học phí cao chính là nhược điểm lớn nhất của các trường đại học dân lập. Vì không được nhà nước hỗ trợ đầu tư nên chi phí quản lý hoạt động của trường được tính dựa trên học phí của sinh viên và một vài nguồn khác. Từ nhược điểm này làm cho phụ huynh chốt phát một, học phí cao toàn tụi nhà giàu ham chơi, nếu nó nhà nghèo đã lo học, vào trường công rồi. Ủa, vậy không lẽ cứ nhà giàu là học dốt? Admin tuy học dốt nhưng được cái nhà vẫn nghèo. Hầu hết các trường đại học dân lập ở Việt Nam đều là các trường mới thành lập, chưa có nhiều danh tiếng trong cộng đồng các trường đại học ở Việt Nam. Yếu tố này đúng, nhưng đúng vào những năm 1900 hồi đó. Hiện nay, có rất nhiều trường đại học dân lập đã thành lập 20 năm hoặc hơn, thậm chí lâu hơn nhiều so với các trường đại học công lập mới thành lập từ việc tách khoa. Ví dụ, trường đại học kinh tế luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới thành lập năm 2010 từ việc tách khoa kinh tế luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì trường đại học kiến trúc Đà Nẵng là trường dân lập thành lập năm 2006. Hay Thanh niên Duy Tân là trường đại học dân lập đầu tiên tại miền Trung Việt Nam được thành lập năm 1994, ai lâu hơn biết liền. Tâm lý của nhiều nhà tuyển dụng vẫn e ngại về bằng cấp, năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học dân lập. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Giáo sư Đà Nẵng thì bằng tốt nghiệp công lập hay dân lập không còn được chú ý nhiều nữa, trừ khi xin việc vào làm công chức nhà nước. Nếu sinh viên làm được việc thì từ năm 3, năm 4 đã có việc ổn định rồi nhé. Ưu nhược điểm của trường đại học công lập tại Việt Nam. Ưu điểm, học phí thấp, phù hợp với nhiều đối tượng. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, làm việc lâu năm trong nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Trường đại học công lập sẽ dạy chuyên về một lĩnh vực. Ví dụ, trường đại học ngoại ngữ sẽ dạy về ngoại ngữ, trường đại học bách khoa sẽ dạy về kỹ thuật, v.v. Chắc chắn, chương trình học sẽ chuyên môn hóa cao, định hướng lâu dài, tầm nhìn vĩ mô. Đơn giản thế này, bạn ăn sáng ở quán 36 bún bò, chỉ chuyên bán bún bò sẽ ngon hơn quán ông Tư bán mì bún phở, nấu chung bằng một nồi rất lèo nhé. Một vài nhược điểm khi học ở trường đại học công lập. Cơ sở vật chất xuống cấp, không gian hẹp. Do lượng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên cơ sở vật chất kỹ thuật của các trường công lập còn kém, xuống cấp, không đa dạng với các loại hình học tập. Không gian nhỏ hẹp, giảm sức sáng tạo của học sinh sinh viên. Cái này hiện đang cải tiến. Rồi tóm lại là sao? Tóm lại, nếu các em đủ điểm vào trường đại học công lập thì nên chọn trường đại học công lập vì sẽ tiết kiệm chi phí cho bố mẹ. Đặc biệt, nếu bố mẹ đã định hướng
trường cho các em thì nên nghe theo bố mẹ, miễn mình được chọn ngành mình thích là được. Tuy nhiên, trường đại học dân lập đang khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Học trường nào cũng được, miễn học ngành mình thích, mình chịu học là được nhé. Bằng cấp có lẽ không còn quan trọng nữa, nhưng đây là tiêu chí tối thiểu để tuyển dụng, để xác định các em có năng lực học hay không. Rất nhiều ngành nghề khi tuyển dụng sẽ yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên. Video trên đây chỉ là một vài thông tin chia sẻ về đại học công lập và đại học dân lập, giúp các em có cái nhìn thoáng hơn về các trường đại học dân lập. Thông điệp của admin nhắc đi nhắc lại là hãy chọn ngành mình thích, đừng chọn trường.